Ok, xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là hai phiên bản trên mẫu xe Honda Airblade của năm 2025. Và ngày hôm nay thì mình đang có mặt tại đi xe máy Lai Châu với địa chỉ cụ thể số 149 đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu để có thể review chi tiết cụ thể về hai mẫu xe, so sánh đôi chút, sau đó sẽ báo giá cụ thể trong thời điểm tháng 9 năm 2024. Để với những bạn nào đang quan tâm muốn tìm mua, các bạn có thể tham khảo thông qua video của mình. Đây là phiên bản 160 với màu sắc thuộc phiên bản thể thao, cụ thể là màu sắc xám đỏ đen, các bạn nhìn cận cảnh chi tiết. Về cơ bản thì những màu sắc của hai phiên bản là tương tự giống nhau các bạn nha. Còn đây là phiên bản 125 với màu sắc cao cấp, đây là phiên bản màu sắc bạc xanh đen, các bạn có thể nhìn cận cảnh. Hiện tại thì về cơ bản tổng thể thiết kế của hai phiên bản 125 và 160 là tương tự giống nhau. Nó chỉ khác biệt ở phần khối động cơ của xe này và một chút ở phần mão đầu đèn phía trước của xe mà thôi. Khối lượng của phiên bản 125 là 113 kg, còn khối lượng của phiên bản 160 là 114 kg các bạn nha. Đều trang bị hệ thống đèn pha cốt sử dụng bóng LED này, đèn đờ bi và đèn xi nhan ở phần phía trên một chút. Phiên bản 125 vẫn trang bị hệ thống phanh kết hợp CBS, còn phiên bản 160 được trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS, các bạn có thể lưu ý cho mình như vậy. Bình xăng di chuyển ra phía trước tạo vị trí ngăn cách ở phần để chân. Nội dung này thì mình thấy rằng với những chị em phụ nữ mà mặc váy điều khiển mẫu xe này sẽ hơi bất tiện một chút các bạn nha. Nhưng đổi lại sẽ có một chiếc cốp rất rộng luôn để các bạn có thể lấy rất nhiều vật dụng cá nhân khác nhau trong phần cốp xe của mẫu xe Honda Airblade. Các bạn theo dõi cho mình một chút ở phần mặt đồng hồ của xe. Cả hai phiên bản đều trang bị mặt đồng hồ full LCD hoàn toàn, các nút châm phím ấn tương tự giống nhau. Đều được trang bị hệ thống chìa khóa thông minh Smart Key. Các bạn có thể nhìn cận cảnh. Đây, hệ thống chìa khóa thông minh Smart Key đây, cùng với những thông số kỹ thuật trên mẫu xe. Cả hai mẫu xe đều có độ cao yên ở mức là 775mm. Với khoảng sáng gầm xe chỉ chênh nhau vào khoảng tầm 1mm thôi. Cụ thể là phiên bản 125 khoảng sáng gầm xe là 141mm, còn phiên bản 160 là 142mm các bạn nha. Các bạn theo dõi cho mình một chút ở phần cốp xe này. Cốp xe tương tự giống nhau. Trang bị một chiếc cốp khá rộng để các bạn có thể để rất nhiều vật dụng cá nhân khác nhau. Và phía bên trong phần cốp xe có đèn soi cốp này và cổng sạc USB 2.1A tiện dụng. Cả hai phiên bản đều tương tự giống nhau. Bình xăng sẽ di chuyển ra phía trước với dung tích cụ thể của nó là 4,4 lít. Cả hai mẫu xe hiện tại, kể cả 125 và 160, đều được Honda Việt Nam trang bị hệ thống khối động cơ ESP cộng mới nhất. Với khối động cơ của phiên bản 125 nó sẽ cho ra công suất vào khoảng tầm 8.75 kW tại vòng tua máy 8.500 vòng trên phút và mô men xoắn vào khoảng tầm 11.3 Nm tại 6.500 vòng trên phút. Còn phiên bản 160 nó sẽ cho ra công suất vào khoảng tầm 11.2 kW, còn mô men xoắn vào khoảng tầm 14.6 Nm. Các màu sắc trên hai phiên bản là tương tự giống nhau các bạn nha. 125 nó sẽ nhỉnh hơn ở hai màu sắc, đó là phiên bản màu bạc đỏ đen ở phiên bản cao cấp và phiên bản màu đỏ bóng trên phiên bản tiêu chuẩn. Các bạn lưu ý thêm cho mình như vậy. Các bạn có thể nhìn qua một vòng. Sau đây thì không để các bạn chờ đâu nữa, mình sẽ gửi tới các bạn mức giá bán cụ thể trong thời điểm mà tháng 9 năm 2024 để với những bạn nào đang quan tâm muốn tìm mua, các bạn có thể tham khảo thông qua video của mình. Hiện tại thì trong thời điểm này, mức giá bán cơ bản là ổn định với hai dòng xe Honda Airblade 125 và 160. Cụ thể với mẫu xe Honda Airblade phiên bản 125 phân khối, mình sẽ báo giá trước này. Phiên bản tiêu chuẩn đang được bán mức giá bán vào khoảng tầm 43 triệu. Còn phiên bản cao cấp như các bạn đang theo dõi trên màn hình với màu sắc bạc xanh đen giá bán vào khoảng tầm 43 triệu 500. Trong khi đó phiên bản đặc biệt là 44 triệu 500 và cao nhất là phiên bản thể thao với màu sắc xám đỏ đen như phiên bản 160 ở đây thì giá bán vào khoảng tầm là 45 triệu các bạn nha. Mức tiêu hao nhiên liệu là 2,14 lít trên 100km cho phiên bản 125, còn phiên bản 160 là 2,19 lít trên 100km. Tiếp theo thì mình sẽ báo giá với phiên bản 160 các bạn nha. Hiện tại phiên bản 160 nó cũng sẽ có 4 phiên bản. Tiêu chuẩn hiện tại giá 57 triệu, chỉ có duy nhất màu sắc đen bạc mà thôi. Trong khi đó phiên bản cao cấp cũng chỉ có duy nhất một màu sắc là bạc xanh đen. Giá bán hiện tại vào khoảng tầm là 57 triệu 500 nghìn đồng. Còn phiên bản đặc biệt là 58 triệu 500. Còn phiên bản màu xám đỏ đen như các bạn đang theo dõi trên màn hình sẽ có mức giá bán vào khoảng tầm là 59 triệu các bạn nha. Toàn bộ giá bán mình báo mã thông qua video ngày hôm nay đã bao gồm thuế VAT rồi, chỉ chưa bao gồm đăng ký mà thôi.
tùy theo sở thích của từng người, lựa chọn của từng người và điều kiện kinh tế của từng người, các bạn sẽ lựa chọn một trong hai dòng xe ở đây các bạn nha. Trong thời điểm hiện tại, mức giá bán này mình nghĩ là chấp nhận được cho dòng xe Honda e-Blade kể cả phiên bản 125 và phiên bản 160. Mình thì mình khuyên chân thành các bạn ấy, nếu các bạn ấy điều kiện kinh tế thấp một chút ấy thì bạn lựa chọn phiên bản 125 cũng được các bạn nha. Bởi thiết kế của cả hai phiên bản gần như tương tự giống nhau. Chỉ có một điều ấy, nó không có hệ thống phanh chống bó cứng ABS và khối động cơ của nó nhỏ hơn mà thôi. Còn các bạn ấy muốn biến phiên bản 125 thành phiên bản 160, các bạn có thể thay thế ở phần cái mão đầu đèn của xe. Lấy mão đầu đèn của phiên bản 160 lắp lên trên phiên bản 125 là hoàn toàn ok rồi. Các bạn có thể lưu ý thêm một số điểm như vậy. Cả hai mẫu xe các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây đều có tỷ số lén là trên 9.5:1. Cụ thể là phiên bản 125 là 11.5:1, còn phiên bản 160 là 12:1. Mình khuyên chân thành các bạn ấy lên đổ xăng A95 làm nhiên liệu cho hai phiên bản này các bạn nha. Đừng đổ xăng A92 bởi về lâu về dài nó sẽ không tốt cho khối động cơ của cả hai mẫu xe các bạn đang theo dõi. Hiện tại thì dòng xe Honda e-Blade vẫn đang là một mẫu xe có doanh số bán ra cực kỳ tốt, là một mẫu xe tay ga quốc dân, mẫu xe tay ga của gia đình Việt Nam chúng ta được rất nhiều người Việt Nam chúng ta tin dùng bởi tính thực dụng của nó thôi các bạn nha. Cốp xe rộng này, bình xăng di chuyển ra phía trước, đi kèm với đó trang bị trên xe đều đầy đủ điển hình. Các bạn có thể nhìn lại một chút ở phần cốp xe của cả hai mẫu xe các bạn đang theo dõi trên mình ở đây. Rất rộng luôn, để các bạn có thể để rất nhiều các vật dụng cá nhân khác nhau trong phần cốp xe của cả hai phiên bản 125 và 160. Đi kèm với đó có cả hệ thống đèn soi cốp khi các bạn đi trời tối này. Rồi có hệ thống cổng sạc USB 2.1A cực kỳ là tiện dụng. Cần thêm dây lối thôi là các bạn có thể sạc được các thiết bị thông minh trong phần cốp xe của mẫu xe Honda e-Blade này rồi các bạn nha. Khối động cơ FV cộng bố mới 4 van đem đến khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn cũng như là cho ra công suất máy xoắn là ok hơn rất nhiều so với những phiên bản trước đây. Kể cả hiện tại những mẫu xe đối thủ là dòng xe Yamaha Frigo này hay mẫu xe Yamaha Honda Vario phiên bản 150 khối đều chưa có khối động cơ mạnh mẽ như mẫu xe Honda e-Blade các bạn đang theo dõi trên màn hình. Và với những bạn nào đang quan tâm tới mẫu xe này, các bạn hãy đến trực tiếp đại lý để xem xe cho mình các bạn nha. Địa chỉ cụ thể: số 109 đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, trên đường 4D gần chợ trung tâm của thành phố. Các bạn có thể thông qua số điện thoại của anh Thứ là quản lý số điện thoại 0969188283 sẽ được tư vấn cụ thể về hai mẫu xe này. Hoặc các bạn có thể lưu ý cho mình nha, đến đại lý nó tốt lắm giới thiệu sẽ được giảm giá bán của xe một chút nữa, hỗ trợ tiền phí xe một chút cho bạn khi bạn nào ở xa. Đó là tổng thể toàn bộ nội dung thông qua video ngày hôm nay. Mình đã quay cận cảnh trực tiếp với hai phiên bản 125 và 160 trên mẫu xe Honda e-Blade. Rồi, đó là của mình. Nếu mà bạn đã xem đăng ký video nữa để ủng hộ kênh tốt đẹp của bạn nha. Xin chào và hẹn gặp bạn ở những video tiếp theo.